Người con đất Quảng anh hùng, tác giả Bùi Ngọc Quý, giọng đọc Hải Yến. Trước Tết Canh Thìn xuân năm 2000, sáng ngày mùng 1 tháng 2 2000, tức 26 tháng Chạp âm lịch, tôi đọc báo Cựu Chiến binh Việt Nam, tình cờ thấy những dòng nhắn tin của chị Nguyễn Thị Chắt, 65 tuổi, ở số 11 đường Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Tìm chồng là liệt sĩ Lê Công Thanh, sinh năm 1932, quê quán xã Cẩm Thanh, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nhập ngũ năm 1946, tập kết ra Bắc năm 1954. Đi Nam chiến đấu tháng 1 năm 1971, hy sinh ngày 19 tháng 1 năm 1973 tại mặt trận phía Nam. Nay, chị muốn biết tin về đơn vị, trường hợp hy sinh và phần mộ của liệt sĩ ở đâu. Kèm theo là tấm ảnh chân dung của liệt sĩ và số điện thoại của gia đình chị. Tôi vô cùng xúc động nhận ngay ra liệt sĩ trong tấm ảnh này là người thủ trưởng cơ quan đơn vị cũ của mình. Bất chấp thời tiết mưa phùn giá lạnh, tôi phóng xe máy lên bưu điện huyện Lâm Thao để gọi điện thoại dịch vụ công cộng, báo tin cho chị Chắt biết một số thông tin cần thiết về người chồng chị và giới thiệu về mình để chị tiện liên lạc. Suốt đêm hôm đó tôi trằn trọc, thao thức không ngủ, nhớ về kỷ niệm những ngày sống và chiến đấu với liệt sĩ Lê Công Thanh, người con ưu tú của quê hương đất Quảng Nam, trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ. Bấy giờ là tháng 5 năm 1971, những ngày cuối mùa khô, đầy nắng nóng và không gian khét mùi bom đạn. Tại Phung Chi Phách, Sóc Mê Sang, huyện Trà Bét, tỉnh Phrey Vang, Campuchia, trung đoàn Z-15 chúng tôi của quân khu 2 cũ miền Trung Nam Bộ, sau một năm liên tục tham gia chiến đấu chống đế quốc Mỹ và ngụy Sài Gòn, thực hiện âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh, chúng mở chiến dịch Chen La 2 tìm diệt, tiến công càn quét ác liệt vào vùng giải phóng của ta và xâm lược các tỉnh biên giới Đông Bắc Campuchia từ mùng 10 tháng 4 năm 1970 đến mùng 10 tháng 4 năm 1971. Với tinh thần đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung, quân và dân hai nước Việt Nam và Campuchia đã anh dũng chiến đấu, tổ chức thắng lợi hàng trăm trận đánh, tiêu hao và tiêu diệt hàng nghìn tên địch, làm thất bại cơ bản âm mưu thâm độc của chúng. Ta giữ vững và mở rộng địa bàn vùng giải phóng. Nhưng trung đoàn Z-15 chúng tôi cũng chịu tổn thất nặng nề cả quân số và trang bị vũ khí, thiếu hụt không kịp bổ sung, phải thực hiện phương châm huy động nguồn lực tại chỗ, từ tuyển dụng thanh niên người Khmer nhập ngũ tham gia chiến đấu đến lấy vũ khí của địch đánh địch, và công tác hậu cần cũng hoàn toàn tự túc, đùm bọc lẫn nhau. Giữa những ngày cực kỳ khó khăn, gian khổ, ác liệt, hy sinh đó, thì ngày 15 tháng 5 năm 1971, đơn vị chúng tôi nhận được quyết định. Trung đoàn Z-15 chia tách làm hai đơn vị để thành lập trung đoàn Z-15A, quân giải phóng miền Nam Việt Nam, và trung đoàn Z-15B, quân giải phóng Campuchia. Trung đoàn Z-15A chúng tôi được bổ sung cùng một lúc 3 tiểu đoàn bộ binh thực binh với đầy đủ trang bị và vũ khí, gồm Z-510 của đoàn 500, Z-200 của đoàn 30 thuộc miền Đông Nam Bộ và Z-1 của trung đoàn 46 quân khu 3 từ miền Bắc hành quân vào. Trong buổi lễ nhận bàn giao Z-1, tôi là trợ lý cán bộ của ban chính trị nên được làm việc trực tiếp với anh Lê Công Thanh, là bí thư đảng ủy và chính trị viên tiểu đoàn. Anh Thanh có dáng người thấp đậm, chắc khỏe, nước da ngăm đen, phong cách người miền biển, quen ăn sóng nói gió, giọng nói xứ Quảng đã pha nhiều tiếng Bắc nên dễ nghe hơn. Tính tình anh vui vẻ, cởi mở, chân tình và dễ mến. Anh cho biết, đội ngũ cán bộ sĩ quan của đơn vị đều trưởng thành qua các trường đào tạo cơ bản, có trình độ năng lực tốt. Trong đó,
có các cán bộ chỉ huy tiểu đoàn nhập ngũ từ thời kỳ chống Pháp là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc như trường hợp của anh và tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn An, sinh năm 1930, quê ở tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, có chính trị viên phó tiểu đoàn Trần Đình Mỉa, sinh năm 1950, quê ở tỉnh Quảng Nam, là dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú. Năm 1966, anh Mỉa là thành viên đoàn đại biểu các anh hùng và dũng sĩ diệt Mỹ của miền Nam, được cử ra Bắc học tập và vinh dự gặp Bác Hồ. Tất cả đội ngũ cán bộ đảng viên của đơn vị đều có quyết tâm chiến đấu rất cao, sẵn sàng xung phong ra trận tiêu diệt kẻ thù. Anh còn cho biết thêm, theo kế hoạch ban đầu, đội ngũ cán bộ sĩ quan của D1 có nhiệm vụ đưa quân vào đến chiến trường, bàn giao xong cho đơn vị chiến đấu sẽ trở ra miền Bắc để tiếp tục làm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Nhưng anh cùng tập thể đảng ủy, ban chỉ huy và đội ngũ cán bộ sĩ quan, đảng viên đơn vị đã viết đơn xin ở lại chiến trường trực tiếp tham gia chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, hòa bình thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà. Cuối buổi làm việc, anh hỏi tôi về tình hình đặc điểm của chiến trường đồng bằng sông Cửu Long. Tôi phấn khởi kể cho anh nghe về những khó khăn và thuận lợi của vùng sông nước này, cơ bản nhất là nhờ truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của quân và dân miền Trung Nam Bộ, có từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đến nay, mặc dù địch đánh phá vô cùng ác liệt, nhưng các cơ sở đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể cách mạng các địa phương đều giữ vững, tiếp tục phát triển. Nhân dân ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của cách mạng, hết lòng yêu thương, giúp đỡ bộ đội giải phóng, đảm bảo công tác hậu cần tại chỗ và phương tiện vận tải bằng xuồng ghe các loại. Hiện nay, đồng bào ta đang mong đợi đơn vị về chiến đấu để giải phóng nhân dân thoát khỏi ách kìm kẹp của kẻ thù. Nghe tôi nói xong, anh Thanh liền lấy cuốn sổ tay và cao hứng sáng tác mấy câu thơ rồi đọc cho tôi nghe. Chiến trường có đảng có dân, chăm lo công tác hậu cần quân ta, gạo nhờ má, đạn nhờ ba, tải thương, em gái, cả nhà lập công. Các cán bộ và chiến sĩ đứng gần đó cùng tôi vỗ tay reo vui chúc mừng anh có tài ứng khẩu thành thơ, thể hiện một người có tâm hồn thi sĩ phong phú. Sau một thời gian đơn vị củng cố, tổ chức sinh hoạt, học tập chính trị và huấn luyện quân sự bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế chiến trường, đêm 12 tháng 11 năm 1971, tiểu đoàn 1 ra quân đánh trận đầu, tiến công tiêu diệt địch ở khu vực chùa Xoài Quang, phía bắc quốc lộ 1, đoạn thị trấn Trà Bép đi bến phà Niếc Lương. Với thành tích lãnh đạo chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, anh Lê Công Thanh được phong quân hàm tiểu đoàn chính trị bậc trưởng, đại úy, bổ nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn và bầu vào ban chấp hành đảng bộ của trung đoàn Z15A khóa mới. Anh được phân công phụ trách công tác tổ chức và cán bộ của ban chính trị, là thủ trưởng trực tiếp của cơ quan chúng tôi. Từ khi anh về lãnh đạo cơ quan chính trị, đã giúp đỡ các anh em trợ lý chúng tôi vốn trưởng thành từ thực tế chiến đấu, đã được nâng cao thêm trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, công tác bài bản và nề nếp hơn, nên chúng tôi càng thêm khâm phục và quý mến anh. Ngày 8 tháng 2 năm 1972, cùng với quân và dân ta trên toàn miền Nam mở chiến dịch Nguyễn Huệ mùa hè năm 1972, trung đoàn Z15A hành quân xuống chiến trường đồng bằng sông Cửu Long, tham gia chiến đấu mở vùng mở mảng, tiến công tiêu diệt hệ thống đồn bốt địch, mở rộng vùng giải phóng trên địa bàn các tỉnh Kiến Tường cũ nay là tỉnh Long An, Kiến Phong cũ nay là tỉnh Đồng Tháp và Mỹ Tho cũ nay là tỉnh Tiền Giang. Rồi đơn vị tiếp tục thọc sâu xuống địa bàn sung yếu huyện Chợ Gạo, tỉnh Gò Công cũ nay là tỉnh Tiền Giang. Đêm 26 tháng 1 năm 1973, tại sở chỉ huy trung đoàn Z15A trên bờ kênh Tân Mỹ Cánh, Chợ Gạo, anh Thanh đề nghị cấp trên được thay mặt đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn
đi xuống chỉ đạo tiểu đoàn 1 đơn vị cũ của anh làm nhiệm vụ chiến đấu đánh địch lấn chiếm xã Đạo Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho cũ. Đây là hướng tiến công chủ yếu của trung đoàn. Xác định phải chịu đựng nhiều ác liệt hy sinh nhất trong chiến dịch cắm cờ giữ đất giành dân của ta, ngay sau khi Hiệp định Paris về hai bên ngừng bắn, lập lại hòa bình ở miền Nam Việt Nam, chung sống theo tinh thần hòa hợp dân tộc có hiệu lực. Bởi ta đã biết được âm mưu thủ đoạn của địch, với bản chất ngoan cố và hiếu chiến, chúng đang hô hào tràn ngập lãnh thổ, tiếp tục mở chiến dịch tiến công vùng giải phóng, phá bỏ Hiệp định Paris. Đêm hôm đó, cùng đi công tác với anh Thanh, có trợ lý cán bộ Đào Thái Hà, sinh năm 1938, quê xã Tống Chân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hải Hưng cũ, nay là tỉnh Hưng Yên. Sau trận đánh này, đêm 27 tháng 1, anh Hà trở về cơ quan đã kể lại. Xã Đạo Thạnh nằm trên bờ sông Bảo Định, sát quốc lộ 4 cũ, nay là quốc lộ 1, gần ngã ba Trung Lương, cách thị xã Mỹ Tho 2 km về phía đông bắc, có vị trí đặc biệt quan trọng. Xã lại rất đông dân, chủ phú. Lâu nay ban ngày do địch kiểm soát, còn ban đêm do ta kiểm soát. Nhân dân ta có tinh thần yêu nước, ủng hộ cách mạng và ý chí căm thù giặc sâu sắc. Đêm 26 tháng 1 năm 1973, khi cán bộ và chiến sĩ tiểu đoàn 1 tiến vào làm nhiệm vụ, nhân dân đã phấn khởi chào đón, phối hợp đào công sự chiến đấu, hạ bỏ cờ ba que của ngụy Sài Gòn, treo cờ giải phóng trước cửa nhà và trên các ngọn cây cao trong xóm ấp. Lúc 7 giờ ngày 27 tháng 1 năm 1973, khi Hiệp định Paris bắt đầu có hiệu lực, địch dùng một trung đoàn quân kết hợp với chi đoàn xe tăng và xe bọc thép cùng pháo binh và máy bay ném bom, trực thăng vũ trang tiến công bắn phá dã man xã Đạo Thạnh. Anh em tiểu đoàn 1 đã nêu cao tinh thần dũng cảm, ngoan cường chiến đấu, nổ súng tiêu diệt hàng trăm tên địch và đánh lui hàng chục đợt xung phong của chúng, kiên quyết giữ đất, bảo vệ sinh mạng và tài sản của nhân dân. Anh Thanh và cán bộ đơn vị đã bình tĩnh, dũng cảm thoát ly công sự chỉ huy, ra tận chiến hào động viên anh em quyết tâm chiến đấu tiêu diệt địch, giữ vững trận địa. Lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày, anh Thanh trên đường vận động chiến đấu bị trúng một mảnh đạn địch bắn găm vào ngực bên trái, anh ngã xuống. Anh Hà và y tá đơn vị lập tức chạy đến băng bó cứu chữa cho anh. Dòng máu phun ra nhuộm đỏ mặt đất và loang đỏ cả bộ quần áo anh Hà đang mặc. Vết thương quá nặng, anh Thanh đã hy sinh ít phút sau đó. Buổi tối ngày 27 tháng 1 năm 1973, quân ta vẫn ngoan cường chiến đấu, giữ vững trận địa. Địch chấp nhận thất bại, phải rút quân về ngã ba Trung Lương, chuẩn bị cho ngày hôm sau tiếp tục tiến công vào xã Đạo Thạnh. Anh em đơn vị phối hợp với nhân dân trong ấp tổ chức an táng các liệt sĩ ngay tại các khu vườn trong xã. Có một chi tiết rất cảm động là nhân dân ta được tận mắt chứng kiến tinh thần chiến đấu anh dũng hy sinh của các cán bộ và chiến sĩ D1. Bà con rất cảm phục, xúc động, đã bảo nhau tháo dỡ các cánh cửa gỗ ván phản nằm, làm quan tài chôn cất các liệt sĩ cho đàng hoàng hơn, thay cho việc chôn cất chỉ gói buộc bằng vải võng và tăng ni lông thông thường. Liệt sĩ Lê Công Thanh được chôn cất bằng 4 cánh cửa gỗ, trong đó có 2 cánh cửa vẫn còn nối liền với nhau bằng chiếc khóa đồng nhãn hiệu USA, vì chìa khóa bị mất nên không thể mở để tháo rời ra được. Nghe anh Hà nói chuyện xong, anh em chúng tôi đều ứa nước mắt, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn của mình với người thủ trưởng cơ quan chính trị. Rồi tổ chức lập bàn thờ, làm lễ thắp hương ngay trên nóc chiếc hầm nổi, dưới tán cây vú sữa và bóng hàng dừa nước. Trước linh hồn anh, chúng tôi đều hứa quyết tâm nêu cao tấm gương chiến đấu dũng cảm hy sinh của anh để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau đó, tôi cầm chiếc đèn pin soi cho anh Hà ra cầu kênh Tân Mỹ Chánh để tắm rửa. Nước mắt tôi lại tuôn chảy khi giúp anh Hà giặt bộ quần áo thấm đầy những vết máu khô của anh Thanh,
tạo thành những sợi máu dài như sợi chỉ đỏ trôi trong con nước thủy triều đang dâng lên. Hình ảnh anh Thanh, câu chuyện về chiếc khóa đồng và vết máu khô đọng trên quần áo anh Hà là những ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, khiến tôi xúc động, ghi nhớ suốt đời. Trưa hôm sau, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2000, thật bất ngờ, tôi đi làm về qua lời giới thiệu. Tôi biết cháu Lê Thanh Hồng, sinh năm 1965, là con gái cả của chị Chắt, cùng chồng là Bùi Đình Thiêm, sinh năm 1960, đi xe máy từ Hải Phòng lên Phú Thọ tìm tôi. Sau những phút đầu làm quen, tôi lấy ra chiếc ảnh kỷ niệm, trong đó có Phó Chủ nhiệm Chính trị Lê Công Thanh chụp ảnh chung với Phó Chủ nhiệm Chính trị Phạm Ngọc Khải, sinh năm 1945, quê thôn Ánh Dương, xã Thái Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đã hy sinh ngày 27 tháng 7 năm 1972 tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho cũ, và họa sĩ Bùi Đức Liễn, sinh năm 1945, quê phường Văn Miếu, Hà Nội, nguyên giám đốc nhà xuất bản Kim Đồng, cơ sở 2, thành phố Hồ Chí Minh, cùng hai cháu nhỏ là con chủ nhà ở ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho cũ. Ảnh chụp ngày 15 tháng 6 năm 1975. Tôi chưa kịp giới thiệu tên từng người thì cháu Hồng đã nhận ra bố trong tấm ảnh, òa khóc nức nở gọi: "Bố ơi, bố ơi, con đã tìm được tin của bố rồi." Hồi lâu trấn tĩnh lại, cháu Hồng tâm sự: "Bố mẹ cháu đều là bộ đội, mẹ cháu quê ở Hải Phòng. Bố mẹ sinh được ba chị em chúng cháu, đặt tên là Thanh Hồng, Thanh Thủy và Thanh Trường, có ý nghĩa là dòng máu hồng của người chiến sĩ cách mạng còn chảy mãi cho đời sau. Năm bố cháu đi Nam chiến đấu, cháu mới 6 tuổi, hai em cháu còn thơ dại. Chúng cháu nhớ được rất ít kỷ niệm về bố. Năm 1975, gia đình cháu nhận được giấy báo tử bố cháu hy sinh, như một số thông tin đã in trên báo. Mẹ và chị em chúng cháu vô cùng đau khổ, nhưng nhờ có chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng với sự giúp đỡ của chính quyền các cấp và nhân dân khu phố, gia đình cháu cũng lần hồi vượt qua được những ngày khó khăn. Chị em chúng cháu được ăn học đầy đủ, có nghề nghiệp và thu nhập ổn định. Em gái út được nhà nước ta cho sang Liên Xô học tập. Đến nay, chị em chúng cháu đều có gia đình riêng và cuộc sống hạnh phúc. Mẹ cháu đã nghỉ hưu, hàng ngày ở nhà giúp đỡ trông nom, chăm sóc các cháu. Nhưng bao nhiêu năm qua, điều băn khoăn nhất khiến cả nhà cháu thường xuyên nhắc tới là bố cháu chiến đấu ở đơn vị nào, hy sinh trong trường hợp nào, ở đâu, và phần mộ hiện nay có còn không. Những năm trước, mẹ cháu còn khỏe, đã nhiều lần mẹ đưa chị em chúng cháu về quê nội ở Quảng Nam và đi tìm tin tức của bố cháu ở nhiều nơi. Thời gian hàng tháng mới về, tốn nhiều công sức và tiền của, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Đến nay, tưởng chừng như đã hết hy vọng. May quá, hôm qua chú gọi điện xuống báo tin, làm cả nhà cháu mừng vui và thắp lên niềm hy vọng mới. Biết được tin này, nhân dân khu phố đến động viên thăm hỏi. Suốt đêm qua, mẹ con cháu không ngủ, chỉ mong trời sáng để lên đây gặp chú, nắm thông tin thật đầy đủ và chính xác về bố cháu. Sau Tết Nguyên đán Xuân Canh Thìn này, chị em chúng cháu sẽ vào Nam thăm viếng mộ bố cho đúng với đạo hiếu làm con và thỏa nguyện ước của mẹ con chúng cháu bấy lâu nay. Vợ chồng cháu xin chân thành cảm ơn chú. Tôi bồi hồi xúc động, kể lại cho vợ chồng cháu Hồng nghe những kỷ niệm sâu sắc với liệt sĩ Lê Công Thanh. Tôi giới thiệu các địa chỉ cần liên hệ như cựu chiến binh Đại tá Đào Thái Hà đã nghỉ hưu ở phường Xuân Hòa, thị xã Xuân Lộc, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Cựu chiến binh Đại úy Phạm Ngọc Hiến, sinh năm 1943, nguyên chính trị viên phó tiểu đoàn 1, nghỉ hưu ở thôn Tháp, xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, người trực tiếp an táng liệt sĩ Lê Công Thanh. Họa sĩ Bùi Đức Liễn, nghỉ hưu ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh,
thư ký ban liên lạc cựu chiến binh Z-15A và một vài cựu chiến binh là đồng đội chiến đấu cũ. Tôi khẳng định với vợ chồng cháu Hồng là liệt sĩ Lê Công Thanh, hy sinh vào chiều ngày 27 tháng 1 năm 1973, ngày đầu tiên Hiệp định Paris có hiệu lực, chứ không phải ngày 19 tháng 1 năm 1973 như trong giấy báo tử. Việc sai sót này có thể là do quá trình sao chép hồ sơ liệt sĩ đã xảy ra. Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2000, tôi được tin chị em cháu Hồng nhờ được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cựu chiến binh Z-15A ở thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã tìm thấy, cất bốc và di rời được hài cốt liệt sĩ Lê Công Thanh từ tỉnh Tiền Giang đưa về quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Tôi cùng các cựu chiến binh Z-15A ở Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh miền Bắc đã đến dự lễ và thắp hương kính viếng hương hồn anh. Dù đang bận công việc gia đình rất bề bộn và lo đón tiếp hàng trăm người đến dự buổi lễ, nhưng khi thấy anh em cựu chiến binh Z-15A chúng tôi tới, chị Chất và con cháu trong gia đình đã vội chạy ra đón tiếp niềm nở và háo hức kể lại chuyến vào Nam tìm mộ người bố của mình. Cháu Hồng nói, từ những thông tin ban đầu của chú cho biết, cháu về nhà đã gọi điện thoại liên lạc ngay với các bác các chú trong ban liên lạc cựu chiến binh Z-15A ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Sau đó, chú Hà và chú Liễn đã tổ chức một chuyến đi trước về xã Đạo Thạnh để tìm kiếm thông tin thật chắc chắn về ngôi mộ của bố cháu. Nhân dân địa phương đã cho các chú biết ở trong vườn nhà ông Chín On, 90 tuổi, ấp 2 xã Đạo Thạnh, vẫn còn hai ngôi mộ liệt sĩ nhưng không rõ tên tuổi và đơn vị. Lâu nay, ông Chín On lập ngôi miếu nhỏ trong vườn để thờ cúng và thắp hương như người thân của gia đình mà không chịu báo cáo với chính quyền các cấp biết để tổ chức quy tập hai ngôi mộ đó vào nghĩa trang liệt sĩ địa phương theo đúng quy định của nhà nước. Khi chú Hà và chú Liễn tới thăm và tìm hiểu, ông Chín On thông báo. Đêm hôm đó, trước khi đơn vị bộ đội giải phóng rút đi thì có một chú thay mặt cho ban chỉ huy đơn vị tên là Chín Hiến, Phạm Ngọc Hiến, đã có lời nói nhờ ông chăm sóc giữ gìn thắp hương cho hai ngôi mộ liệt sĩ, trong đó có một liệt sĩ là cán bộ lãnh đạo đơn vị. Chú Chín Hiến còn hứa đến ngày chiến thắng, chú và anh em đơn vị sẽ về gặp ông để xin nhận bàn giao lại hai ngôi mộ liệt sĩ này. Lúc đó, ông Chín On hứa chắc như đinh đóng cột sẽ thực hiện đúng theo lời dặn của chú Chín Hiến. Ngay sớm hôm sau, phát hiện bộ đội giải phóng không còn trong xã Đạo Thạnh, bọn lính ngụy Sài Gòn mới xông vào tiếp tục càn quét, cướp phá, bắt bớ tra khảo và đàn áp đồng bào ta trong các ấp. Chúng buộc tội đồng bào ta đã treo cờ Việt Cộng, ủng hộ cách mạng. Như thế là ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Khi chúng tiến hành tổ chức lùng sục, phát hiện ra hai ngôi mộ liệt sĩ mới chôn cất còn đầy hương hoa ở trong vườn nhà ông Chín On, chúng bảo nhau phải khai quật cả hai ngôi mộ này lên để hành hạ thi thể các anh nhằm trả thù và khoe khoang chiến tích diệt cộng. Lập tức, ông Chín On với tính cách cương trực của người dân Nam Bộ, không sợ gì súng đạn của kẻ thù, đã hô hào bà con trong ấp kéo đến đấu tranh quyết liệt với địch, tố cáo tội ác dã man của chúng, ném bom, tàn phá, làm tan hoang nhà cửa, vườn tược và giết chết nhân dân. Trong khi quân giải phóng lại có công chiến đấu hy sinh, không tiếc máu xương để bảo vệ xóm ấp. Rồi ông lại tuyên truyền, giải thích cho chúng hiểu về tinh thần Hiệp định Paris, hai bên đã cam kết ngừng bắn, chung sống hòa bình, hòa hợp dân tộc. Cuối cùng, ông khơi gợi tình cảm con người, nói về truyền thống đạo lý của dân tộc ta, nghĩa tử là nghĩa tận, và đe dọa nếu chúng sống thất đức, táng tận lương tâm, sẽ phải mang thù chuốc oán, chịu oan gia quả báo đến nhiều đời con cháu. Nhờ thái độ đấu tranh kiên quyết, có lý có tình của ông Chín On
và bà con xã Đạo Thạnh, nên bọn địch phải chùn tay, hậm hực rút lui. Từ đó, hai ngôi mộ liệt sĩ ở trong vườn nhà ông Chín On được đông đảo bà con trong ấp 2 tổ chức thờ cúng công khai, thắp hương tưởng nhớ vào những ngày rằm mùng 1 hàng tháng và lễ Tết hàng năm. Giờ đây, ông Chín On hứa sẽ trao trả lại cho nhà nước và gia đình hai ngôi mộ liệt sĩ này, với điều kiện phải có chú Chín Hiến đến có lời nói lại trực tiếp với ông. Biết tin này, chú Hiến dù đang ốm đau bệnh tật và bận công việc gia đình, vẫn cùng anh chị em chúng cháu lên tàu Thống Nhất vào Nam để đón bố cháu về quê. Vì trong hai ngôi mộ liệt sĩ đó, chưa biết ngôi mộ nào là của bố cháu, nên trước khi đào lên, các chú xác định hễ ngôi mộ nào có chiếc khóa bằng đồng nhãn hiệu USA thì chính đó là hài cốt liệt sĩ Lê Công Thanh. Quả đúng như chú đã nói, và các chú ở trong đó đều khen ngợi chú có trí nhớ tốt. Sau đó, hài cốt của bố cháu được các bác các chú cựu chiến binh Z-15A ở thành phố Hồ Chí Minh đưa về làm lễ tưởng nhớ và tiễn đưa trọng thể tại trường quân sự quân khu 7. Trên đường đi, xe ô tô thuê trở về Bắc, chị em chúng cháu lại đưa hài cốt bố cháu về thắp hương trình báo tại nhà thờ tổ họ Lê ở thị xã Hội An và đón đại diện bên nội của bố cháu ra Hải Phòng dự lễ. Khi ra đến Hà Nội, các cựu chiến binh Z-15 ở thủ đô yêu cầu chúng cháu dừng lại ít phút để tổ chức thắp hương, kính viếng hương hồn đồng đội chiến đấu cũ đã hy sinh. Hôm nay, buổi lễ quy tập hài cốt bố cháu vào nghĩa trang liệt sĩ của địa phương do Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo chính quyền và tổ chức đoàn thể nhân dân các cấp phối hợp tổ chức theo đúng nghi thức trọng thể của nhà nước quy định. Ngập ngừng một lát, cháu Hồng mới tiết lộ thêm và nói ra những điều tâm huyết. Toàn bộ kinh phí chi cho việc tổ chức tìm kiếm, cất bốc di rời và lễ viếng rồi tiễn đưa hài cốt bố cháu từ Nam ra Bắc, kể cả chị em chúng cháu thuê nhà nghỉ, ăn uống sinh hoạt hàng ngày và thuê xe ô tô, đều do các cựu chiến binh Z-15A ở phía Nam đóng góp, ủng hộ và hỗ trợ, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, góp phần đền ơn các đồng đội đã chiến đấu hy sinh, khiến mẹ con cháu vô cùng cảm động và biết ơn. Giờ đây, cháu mới thực sự hiểu sâu sắc về tình cảm cách mạng thủy chung son sắt của nhân dân Nam Bộ anh hùng thành đồng tổ quốc. Chúng cháu càng hiểu hơn phẩm chất truyền thống cao quý của bộ đội Cụ Hồ, tình cảm đồng chí và đồng đội chiến đấu cũ vẫn trước sau như một, luôn vô tư trong sáng tuyệt vời. Trong không khí trang nghiêm thành kính và vô cùng xúc động của buổi lễ hôm đó, để tưởng nhớ công ơn tấm gương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì nước vì dân của liệt sĩ Lê Công Thanh, người con đất Quảng anh hùng, và các anh hùng liệt sĩ của thành phố Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ, tôi bỗng thấy một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Khi làn gió đông từ cửa biển sông Cấm thổi vào, làm những bát hương trên ngôi mộ anh Thanh và các liệt sĩ xung quanh đều bốc lửa cháy sáng rực, tung làn khói trắng cuồn cuộn bay lên trời, tạo nên những hình ảnh của một đoàn quân mờ ảo đang dũng cảm xông lên dưới mưa bom bão đạn tiêu diệt kẻ thù và ngã xuống trong mùi hương trầm thơm ngào ngạt. Bất giác tôi ngắm nhìn tấm chân dung anh Thanh được khắc bằng đá gắn trên ngôi mộ, hình như đang lay động hiện lên hình bóng anh với ánh mắt nụ cười trìu mến, và văng vẳng bên tai tôi giọng nói của người miền biển Quảng Nam ầm ào như sóng vỗ: "Chú thấy đó, anh đã sống và chiến đấu, xứng danh người con đất Quảng anh hùng và quê hương Hải Phòng yêu dấu." Quân Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.